Chào mừng mọi người đã đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita. Và hôm nay mình sẽ nâng sao cho chú rồng này trước tiên nha. Ascian Magik. Ừ. Con này cái hệ bóng tối à. Cho nó vào đảo bóng tối đi. Vì cái đảo bóng tối là cái đảo xịn xà nhất của mình đang có. Ascian Magik các bạn ạ. Rồi mình đặt tên nó là như ta Pháp sư vũ trụ đi. Pháp sư vũ trụ à. Khả năng lên level 20 luôn nha các bạn. Hiện tại cái Dragon Rod của mình chỉ nâng được lên tới 20 thôi. Từ từ mình sẽ nâng cho nó mát luôn, lên 40 luôn. Nhưng mà hiện giờ thì chỉ được 20 thôi. Con này đúng đúng mạnh luôn các bạn. Cái hệ đầu tiên của nó là cái hệ sáng tròn tròn á. Cái hệ đó là hệ ngoài cổng không gian đó các bạn. Nên là nó không sợ hệ nào hết. Con này không sợ bị bất cứ con nào kỳ hệ cả. Tiếp theo là hệ bóng tối thì click được hệ ánh sáng với hệ kim loại này. Đất thì click được hệ điện. Điện với bóng tối. Và hệ nước thì click được hệ lửa. Lửa với chiến binh. Là con này 4 hệ click được 6 hệ. Quá ngon luôn. Hoàn thành nhiệm vụ. Đó, pudding một electric nè. Pudding ai nè. Pudding nhà đất nè. Ghét gì đây? Nhận được cái gì đó ở trong Action World. Rồi. Rồi bây giờ mình nâng sao cho nó luôn nha các bạn. Hiện tại là mình có thể nâng sao được cho Pháp sư vũ trụ. 1.200 op thì nâng được 4 sao. Skip luôn nha. Một sao vàng. À, nãy quên coi máu với sát thương ban đầu đã. Thường năng sao so sánh chứ. Thiệt là dở quá đi mà. Đây, máu máu lúc đầu là hiện tại một sao là 15.900 và 3.000 đam. Nâng tiếp. Skip luôn, 2 sao. Rồi. Finish. Một sao nữa luôn nha. Chiến luôn. Rồi, chụp ảnh nào. Rồi, đã xong Accident Magic Pháp sư vũ trụ. 4 sao vàng, máu lên được 29.000 máu và 6.000 đam. Level 20 à, đem đi chiến thôi. Đang được ở cái gọi là hải đất nữa. Nên nó sẽ được đam nha các bạn. Từ đi đánh Liên Việt trước cả. Language Pháp sư vũ trụ này. Bastion vô. Hai game đi luôn. Chiến không cân sức rồi. 24 đang các bạn. À, hình như mình chưa xây cái nhà luyện rồng luyện skill nữa chứ. Để đi xây cái nhà luyện skill cho nó luôn. Rồi làm cái đá. Shop. Building. Nhà luyện skill.
Đây, nhờ liền skill đây. Training Center đây. Rồi, tạm thời để đi đây. À, tạm thời để đây đi. Ok. Xây nhà trên mà cũng mất thời gian nữa. Biết vậy hồi nãy lên PC xây đi là khỏi mất thời gian. Xây trên điện thoại nó tốn thời gian thiệt là. Rồi, tiếp theo. Này có một con à, 23.000 đan các bạn. Là cấp thấp nhưng mà cá sao là nó khác hẳn các bạn nhỉ. Rồi bây giờ gặp toàn level 30 không đây. Wow, Herit 25. Cánh đấy. 14.000 đam rồi các bạn. Và lên trên này đánh khá rồi đây. Chiến binh cơ hệ nước. Thôi xong. Liệu có chiến đấu lại con này không đây? 5.000 đam. Phát nữa nào. 5.000 đam. Nó đánh một phát 8.000 các bạn. 4.500. À, liệu có đủ không? Cố lên nào. Hên quá các bạn. Ghê cắn, ghê cắn. Rồi, trận này dễ xử lý rồi. Bum. Rồi, thằng này dễ dàng nó vượt qua. Trận này cũng sẽ dễ dàng rồi đây. Chứ chưa đẹp không các bạn? Đánh nổ bụp 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 tí xét rất. Xong anh bạn này rồi. Rồi, để xem mà đánh quyết nha. Ồ, đang có quyết con nè. Chiều giờ mình không canh các bạn ơi. Quyết con thì lo làm để kiếm con. À, đi leo tháp. Quá dễ dàng. Con Element, con vừa nãy là tên là Element các bạn. Mình chưa có. Con này là rút gì đó nhớ chữ nó là ZU. Rồi biên cấp vào đánh luôn. Biên cấp các bạn muốn luyện kêu á à, vào cái biên cấp này đánh chắc hai con ao ra yes. Rồi 30 giây sau đánh tiếp cứ như thế liền kêu nhanh lắm. Rồi bây giờ pháp sư ra trận thôi. Rồi mình có ba con hệ đất được cộng đam, và sát thương lên chiến 39.000 máu. Là nước và hệ điện không có đam thường 12 ke ánh sáng sợ bóng tối. Rồi đây là một chú Legend một hệ. Đây gần một hệ. Đây là Korean Shocker, hệ băng hệ lửa. Không có. Hệ lửa sợ nước, có crit. 25.000 máu các bạn.
Rồi, chặng tiếp theo. Rồi điện sẽ đắt luôn. Quá mạnh. 29.000 đam. Ánh sáng sợ bóng tối nè. Auto được đam. Quá ngon. Trận này thì được đam hai con, hai con đầu. Volcano được đam nè, mình được đam này. Con này thì mình không được đam. Sao lắc hả? Rồi ra rồi. Mấy cấp thấp mà cũng lắc. Cái này chưa có rồng gì hết đó các bạn. Trận này chiến luôn. Mặc dù cũng là 20 nhưng mà đẳng cấp cho mình khác rồi, 4 số vàng. Thoải mái đấy. Con này không bị crit nữa nên quấn thoải mái luôn. À, giấu giấu giấu. À, căng được luôn. 12.000 đam. Xin chào toàn trận khá khá không ta. Trận này crit được hai con phía sau này. Rồi, chiêu nước mạnh nhất cũng là mạnh thôi. Chiêu nước là chiêu các cái đam mạnh nhất của con này các bạn. Sờ con. Rồi, mình xin dừng video đây nha. Tạm biệt các bạn.